Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình đang gặp một con ấm con bình giữ nhiệt các bạn nhé. Con này của anh em thợ gửi về này. Con này nó bị cái hiện tượng là sôi liên tục các bạn nhé, sôi liên tục không ngắt. Thế thì con này là thuộc cái thương hiệu là Sanhao. Đấy, đây trên này mặt của nó có mấy cái chức năng này, tái sôi này và bơm điện này, có hai cái đèn đèn sôi và đèn giữ ấm này. Bên trong của nó thì mình nhìn thấy là nó có một cái bơm, này, một cái bảng mạch điện này, và bên trong này nó có một cái mâm mâm điện, một cái mâm kép này. Đây, đây là hai cái mâm nhiệt này, nó nối với nhau một điểm này, một điểm này nó sẽ chia làm hai đường. Thế bây giờ đây là cái bảng ở trên nó này, hai cái nút bấm này và hai đèn báo này. Thế thì con này nó bị bệnh, nó cứ đun sôi liên tục, đâm ra là anh em rất là hoang mang nó, mà chả có cái gì để nó đun sôi liên tục cả. Thế bây giờ mình sẽ tiến hành mình bỏ ra mình phân tích cho các bạn nhé. Đây chính là cái sơ đồ của nó nha các bạn nhé. Mình vẽ lại này, các bạn thể dừng màn hình để ghi chép cũng được. Anh cứ mày bêu em thằng cu bên kia, thằng cò nó về này. À, thế thì đây chính là cái sơ đồ của nó nhé, anh để giữa nhé. Đầu tiên là ACL đi vào này các bạn này, ACL đi vào, ACL đi vào thì nó sẽ đi vào đây, nó đi vào chân của hai cái mâm, một cái mình ký hiệu là mâm đun nhá, và một cái là mình ký hiệu là mâm ủ. Tại sao như vậy? Thế thì một đường ACL này thì các bạn nhìn nó đi đây, nó đi qua con diode này, con diode to to màu đen này, để nó đi vào cái mâm, đây gọi là mâm ủ. Đấy. Cái mâm này thì tại sao mình gọi mâm ủ, bởi vì nó cấp điện áp nó chỉ có một nửa bán kỳ thôi, 220 nó gồm hai nửa bán kỳ đúng không? Thế thì ví dụ như là điện áp nó đây là dương, đây là âm chẳng hạn, A dương B âm chẳng hạn, A dương các bạn nhìn này, nó đi qua diode này, đi qua cái mâm để đi về âm được, nhưng mà khi nó đảo chiều lại A B mà dương A âm thì sao? B dương nó đi ra đây. Đi ra đây nó không thể đi qua diode được, đâm ra mình nó chỉ có cấp một nửa bán kỳ thôi. Đấy, tức là chỉ có nửa bán kỳ trên này là có điện áp thôi này. Bán kỳ dưới này là nó không có. Thì đây là mình gọi là mâm ủ là chỗ này. Thế thì còn một cái mâm nữa, một cái đường nữa này bạn này, nó đi qua con dơ le nhiệt 85 độ, nó đi vào cái mâm này. Thế thì lúc này là cái mâm này của mình nó nóng lên và mâm này cũng nóng lên. Đó. Thế thì hai mâm khi nó nóng lên ấy thì các bạn nhìn này, khi mà cái dơ le cấp điện vào như này, dơ le này đóng luôn thì mâm được nóng lên, cấp nóng được cấp điện nó nóng lên. Khi nó nóng lên thì điện áp ở đây và đây nó có sự chênh lệch không? Đây là ACL và đây là ACN. Thì lúc này sẽ có một cái điện áp này các bạn nhìn này. Đi từ ACL đi qua mâm để đi về ACN và cái mâm nóng, đồng thời này điện áp nó cũng đi qua con led màu đỏ này đó, cái led mà báo sôi ở trên mặt ấy, đi qua led màu đỏ, đi qua R3, đi qua D1 để đi về về đây đúng không? Kết quả là cái led đỏ này nó sáng này các bạn này, cái led đỏ ở trên mặt này nó sáng, nó báo là chỉ sôi đấy. Đấy, thế thì khi mà nước của mình nó nóng lên đến tầm khoảng độ tám trên 85 độ nhé, trên 85 độ thì bắt đầu nó sẽ ngắt. Trên 85 độ, nhiệt độ sôi của nước là thường thường là xấp xỉ 100 độ đúng không? Thì trên 85 độ thì có nghĩa là nhiệt độ đang ở trạng thái mấp mé sôi nha. À, nó đã ngắt rồi. Khi nó ngắt đi thì bắt đầu cái điểm này tách ra này các bạn. Nó tách ra. Thì các bạn nhìn này, ACL đi ra đây đúng không? Đi ra đây, đi qua đây nhưng nó không thể về được, đâm ra là đầu này với đầu này điện áp bằng nhau không? Đâm ra cái đèn led đỏ này không sáng, bởi vì không có sự chênh lệch điện áp mà. Ông đầu bên này cũng ACL mà đầu bên này cũng ACL mà. Đâm ra bóng này không sáng nhá, ngắt đèn. Đó. Thế thì khi nước nó sôi rồi, à lúc nó đấy là nước ở chế độ mấp mé sôi đúng không? Thế khi mà người ta dù cần dùng ấy, lúc nào người ta cần dùng thì người ta phải bấm để cho nó sôi. Lúc này ta bấm cái nút tái sôi các bạn thấy không? Nút tái sôi. Thế thì cái nguyên tắc hoạt động của mạch này như sau. Từ đường ACN và ACL đi vào, nó sẽ đi qua hai cái dây này, một cái dây màu xanh này các bạn thấy không? Đấy, một cái dây này, một dây bên cạnh này. Một dây màu xanh này, nó đi qua con điện trở R1 và C1 để đi vào cái cầu nắn. Một đường nó đi qua điện trở R2 này. Nha, đi đường màu nâu này, đi qua trở R2 này, đi vào cầu nắn để đánh ra âm dương, dương đây và âm âm nối mát, mình nói là nối mát đi nhé, của bo mạch nhé. Dương này đi ra đây, ghi mát bởi con Zener 12V, tức là nó sẽ tạo thành một điện áp khoảng 12V ở được chỗ này này. Đúng không? 12V, đúng không? 12V được lọc trên con tụ C2 này. Đi ra đây. Đi ra đây lúc này đi qua lại trở R7 và cấp vào cái jack CN4 để cấp cho cái đèn led bên ngoài. Cái đèn led này là cái đèn led mà nó lắp ở ngay cái chỗ bơm lên ấy. Nó lắp ngay chỗ bơm lên ấy để báo cho người ta biết là nước nó đang ở cái trạng thái là hết hay là còn. Đấy. Cái điện áp 12V này cũng đi ra đây, nó cấp cho cái gele các bạn nhé, cấp cho gele, nó cấp cho một số cái mạch đây. Đấy. Thế khi mà người ta bấm, người ta cần nước sôi để ta dùng thì ta bấm nút
nút tái sôi. Cái nút này là bật nút ngắt nhả đâu, bấm vào cái nhả ra ngay. Ấn vào một cái thì lúc này sẽ có một cái điện áp 12V các bạn này, đi từ đây. Đi này, đi từ E sang B. Đồng thời có một cái điện áp 12V ở đây, đi qua tụ C4 nạp con tụ C4. Đây dương tụ C4 được nạp này. Được nạp này, nạp qua trở R5 này. Thoát vào mát. Rút ra nhả ra. Ấn một cái nhả ra ngay, đúng không? Thì con tụ C4 đã được nạp đầy rồi. À, thế thì khi con tụ C4 nạp đầy, người ta nhả ra rồi thì lúc này nó sẽ có một cái dòng chảy từ E sang B này. Điện áp trên con tụ C4 nó xả ra dương này. Dương này nó xả ra từ E sang B này, đi qua R4 này để quay về âm con tụ C4 này. Nó cứ xả như vậy. Khi có dòng chảy EAB thì con này sẽ dẫn dòng từ E sang C. Đúng không? Lấy cái điện áp 12V ở con tụ C2 này, đi từ E sang C này. Cấp vào cực B con Q1. Lúc này Q1 có dòng chảy B sang E, đúng không? B sang E. Thì con này nó dẫn dòng từ C sang E. Đấy, khi con này dẫn dòng từ C sang E thì sẽ có một cái điện áp 12V là chạy qua dây leo về mát không? Dây leo bắt đầu đóng tiếp điểm này vào. Đóng tiếp điểm này các bạn nha. Đóng tiếp điểm này tức là lúc này nó sẽ có đường ACL này các bạn này. Đó, ACL này, đi qua đây, đi qua mâm này để đi về đây không? Và kết quả cái mâm của mình nó bắt đầu đun lên tiếp. Đó. Tức là lúc này nó không đi qua dây leo này nữa nhưng mà đi qua không đi qua cái dây leo nhiệt thì nó đi qua dây leo điện tử này. Đấy, và kết quả là cái mâm này của mình này nó cứ sôi lên, cái đèn đỏ này nó sáng lên. Nó sôi bùng lên. Sôi theo cái thiết kế của con tụ C4 này, người ta thiết kế nó chạy khoảng bao nhiêu giây đó để cho nó đủ được khoảng 100 độ. Nó cứ sôi lên mãi như thế. Nó sôi lên như vậy thì đương nhiên là gì ạ? Là mình có nước sôi để dùng, đó. Thế khi có nước sôi dùng rồi thì bây giờ làm thế nào lấy nước ra? Thì các bạn nhìn này, ở đây chúng ta có một cái mạch không? Có một cái mạch nhỏ nhỏ này và con diode này. Đó. Thế cái mạch này làm nhiệm vụ gì? Ở đây chúng ta có cái nút gọi là nút bơm điện. Khi chúng ta chưa ấn ấy, thì cái mạch này chưa được cấp điện đúng không? Nhưng khi chúng ta ấn một cái, nó cũng là công tắc ngắt nhả nha, ấn một cái thì điện áp ACL và ACN nó sẽ đi vào cái ACL nó sẽ đi vào đây này, đi vào cái cầu này. Cái con diode này này nó làm nhiệm vụ là để cắt một nửa bán kỳ bên dưới các bạn này. Mình cứ ví dụ nhá, A dương B âm đi, đó. A dương các bạn nhìn này, dương. Khi mình ấn cái công tắc này dương đi vào đây, đi vào vào cái cầu nắn luôn. Có nghĩa là lúc này là B là âm, âm các bạn nhìn này. Đi ra đây. Nó đi qua cái dây mâm ủ này, hạ áp qua dây mâm ủ này đó. Hạ áp qua dây mâm ủ này, đi qua đây. Đúng không? Thì âm đây, đúng không? Âm đây, âm đi qua diode không? Đi qua đúng không? Đấy thì dương ở đây lúc này các bạn nhìn nó cũng đi qua đây, nó đi qua diode này. Để nó đi qua đây, để đi về đây. Thì đương nhiên là cái bán kỳ ban đầu của mình nó bị triệt tiêu hết đi rồi, đúng không? Đến khi mà điện áp nó đảo chiều một cái đúng không? Tức là A âm B dương, đúng không? Thì các bạn nhìn này. B dương nhé, dương này, đi qua đây. Đi qua cái dây mâm ủ này, đúng không? Nó hạ áp qua cái mâm này nhá, hạ áp qua đây. Đó, đi ra đây. Thì dương lúc này chúng ta không thể đi qua diode này được, đúng không? Lúc này dương đi vào đây, đi vào cầu, đi qua diode này để vào con tụ C3 này, đúng không? Lọc và cứ con tụ C3 này. Tiếp tục A âm, âm khi chúng ta ấn thì bắt đầu đi vào đây. Nó đi qua diode dưới, đúng không? Để đi vào âm của tụ C3 này. Kết quả lúc này là chúng ta sẽ là có một cái điện áp khoảng độ tầm 12 đến 13V lọc trên con tụ C3 này nhé. Đấy, lọc trên tụ C3 và cấp cho cái motor. Kết quả motor mình nó quay, nó hạ áp, nó hạ áp qua chính cái dây mâm ủ này luôn này các bạn này. Đấy, và nó hạ áp bởi con diode này nó cắt đi một nửa bán kỳ. Thế lúc này motor bơm bơm thì đương nhiên là nước nó sẽ lên, đúng không? Nước nó sẽ lên. Thế thì mình nói luôn là lúc mà máy nó chạy thì cái đèn led đỏ là sáng đúng không? Nhưng lúc mà led nó ngắt thì sao? Đó. Lúc nó led mà ngắt à lúc lúc mà mâm nó không được ngắt hoặc cấp điện thì sao? Đó. Thế khi mà nhiệt độ đủ thì cái dây led nó tách ra mà, đúng không? Tách ra. Khi nó tách ra một cái thế này thì lúc này điện áp ACL của mình đi các bạn này, đi qua đây, đi qua mâm này, đi ra đây, đúng không? Đây và đây đều là ACL, đúng không? Thì không có sự chênh lệch điện áp ở trên led đỏ này, led đỏ không sáng. Nhưng mà các bạn nhìn này, khi cái dây led nó tách ra thì điện áp đây là L đúng không? L đấy các bạn nhìn. Nó đi qua đây diode là đi qua đây để nó chạy về N thì cái led màu xanh này nó lại sáng cơ, led giữ ấm này nó lại sáng. Nhưng mà khi cái dây led đóng vào thì điện áp đây và đây nó giống nhau không? Đó, đây là ACL này. Từ đây, đây mới đây đều L. Mà cái bộ led này lại mắc song song với cái con dây led này không? Khi cái tiếp điểm này đóng thì điện áp ở đây mà điện áp đây bằng nhau này, kết quả là không có sự chênh lệch điện áp khiến cho cái đèn led này nó ngắt. Đó. Tức là khi nào mâm này chạy thì bóng này sáng, mâm này ngắt thì bóng này sáng. Rồi. Đây là toàn bộ cái thiết kế ở con này. Thế cái con này của mình nó đang bị cái hiện tượng là nó cứ sôi liên tục như vậy. Thế bây giờ phương pháp sửa như sau. Một là chập cái con dây led này đúng không? Hai là hỏng mạch đúng không? Thế bây giờ phương pháp của mình như sau này, các bạn nhấc hẳn hai con dây led ra, nhấc hẳn cái chân dây led ra. Nhấc ra chúng ta cắm điện. Nếu mà vẫn cứ sôi liên tục ấy đó, thì chứng tỏ mạch này đang có sự cố. Còn nếu mà chúng ta ngắt cái con dây led ra mà nó cũng không sôi được ấy, thì là cái dây led này hỏng đúng không? Đấy. Còn ngắt ra rồi mà nó cứ sôi liên tục, một đấy là mạch này có sự cố này,
hai là con diode này chập này, đúng không? Như diode này chập thì điện áp lúc nào cũng đi vào các bạn này. Lúc nào cũng đi vào, chấp cho cái mâm này đổ hai cái bán kỳ và cái mâm này nó làm nóng bỏng lên và gây ra tự sôi. Cái mâm này bình thường nó chỉ là để ủ thôi, nhưng vì lý do nó lỗi làm ra bây giờ nó có thể sôi được, đúng không? Do con diode này. Đấy. Thế thì đây là mình phân tích xong cái sơ đồ con này nhé, chúc các bạn làm thành công.